kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Câu lạc bộ thanh nhạc Cộng hòa Liên bang Đức gây quỹ hướng về miền Trung qua chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên Thương về miền Trung. Sáu công dân Việt Nam thiệt mạng do tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Siem Reap, Campuchia. Gia tăng nhu cầu học tiếng Nhật trực tuyến, phương thức mới giúp hỗ trợ cho các thực tập sinh, sinh viên muốn học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thưa quý vị, các xã vùng cao ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang phải trải qua hơn 10 ngày cô lập do bão lũ. Người dân ở đây đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Lương thực tại chỗ thì cạn kiệt, mà việc cắt rừng để vận chuyển gạo cứu trợ vào cho dân vùng cô lập thì cũng gặp vô vàn khó khăn, hiểm trở do thời tiết xấu và địa hình nguy hiểm. Phóng viên Tấn Sĩ đã tiếp cận được với xã Phước Thành. Đây là một trong hai xã bị cô lập dài ngày nhất ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chỉ 15 km đường rừng, song phải mất đến 5 giờ đồng hồ lội bộ, chúng tôi mới đến được xã Phước Thành. Chấp nhận vượt qua những gành thác, vực sâu mà nếu trượt chân chắc sẽ khó toàn mạng. Tổ đoàn kết số 2 giờ chỉ còn lại trong ký ức bởi tất cả tài sản, nhà cửa của 15 hộ dân nơi đây đã trôi theo dòng nước lũ. 25 năm tìm kế sinh nhai ở vùng đất này, giờ gia đình ông Trương Thắm không còn nổi một bộ đồ để mặc. Bà con những người không trôi bỏ nào nay kia nó không bị là họ cho mượn quần áo mặc để cho bằng áo để trong ấm trong đêm. Thì bao nhiêu năm dành dụm để lại bây giờ không còn một cái gì hết. Không còn gì hết, vợ chồng trắng tay luôn. Sau bão số 9, toàn xã Phước Thành có 92 ngôi nhà bị trôi theo dòng nước lũ. Lúa rẫy, ruộng vườn, cây quế bản địa tan hoang. Cái ăn cho hơn 1.900 đồng bào rẻ chiêng đang là vấn đề nan giải. Bởi kho dự trữ của xã và trường học chỉ còn 1,4 tấn gạo, trong khi đường giao thông vẫn bị chia cắt hoàn toàn, mà lực lượng tham gia vận chuyển đang dần kiệt sức. Đường cũng chưa thông. Hiện tại bây giờ bà con rất là quan tâm về lương thực, quan tâm về cái nhu yếu phẩm. Và cái quan trọng nhất là cái về lâu dài đó là nhà cửa. Một số hộ dân đã bị trôi vùi lấp hoàn toàn. Con đường vận chuyển hàng hóa lương thực, thực phẩm vào cho người dân ở vùng cao Phước Thành vẫn còn rất gian truân. Nếu như lực lượng dân quân tự vệ cũng như bà con nhân dân không ra cổng hàng thì sẽ không có cái ăn. Tuy nhiên, nếu ra cổng hàng thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, có thể nguy cơ dẫn đến tử vong trên đường đi. Trước những khó khăn vất vả của người dân miền Trung, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang tích cực phát động các phong trào quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Vừa qua, Câu lạc bộ Thanh nhạc Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên Thương về miền Trung nhằm gây quỹ ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai lũ lụt. Sau một tuần phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt từ các thành viên Câu lạc bộ Thanh nhạc Cộng hòa Liên bang Đức, ban tổ chức đã thu được 280 triệu đồng từ các thành viên. Tại buổi phát sóng online hàng tuần của câu lạc bộ, các thành viên đã hát những ca khúc hướng về miền Trung để truyền tải những thông điệp yêu thương và thiện nguyện đến với đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng và hãnh diện khi mà tập thể anh chị em đến từ tất cả các lớp thanh nhạc cũng như là thành viên câu lạc bộ đã bằng cái tình cảm, tình yêu thương của mình với khúc ruột miền Trung thân yêu đã đóng góp được hơn 10.000 euro ủng hộ cho chương trình. Và chúng tôi cũng đã chuyển số tiền này về để nghệ sĩ ưu tú Đức Long thay mặt cho tập thể ban quản trị thanh nhạc Cộng hòa Liên bang Đức cũng như là thành viên của câu lạc bộ chuyên cái đầu tiên ủng hộ của mình đến tận tay bà con trong lúc khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng với cái số tiền của mình thì sẽ được chuyển đến cho bà con trong thời gian sớm nhất cũng như là phần nào khắc phục được hậu quả thiên tai lũ lụt gây ra. Chúng tôi cùng với cả các thành viên của Magdeburg và toàn liên bang đã có một chút gọi là một chút nhỏ quà cho gửi về đồng bào miền Trung. Tôi cũng mong là những cái chương trình này sẽ tiếp tục để lần sau những thành viên cho chúng tôi sống ở xa quê hương được có một chút về gửi về cho quê hương đồng bào. Đấy là một cái gọi là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với chúng tôi, những người con xa xứ. Thông qua chương trình nghệ thuật thiện nguyện Thương về miền Trung được tổ chức tại Hà Nội vào tối 30 tháng 10, Câu lạc bộ Thanh nhạc Cộng hòa Liên bang Đức đã gửi toàn bộ số tiền này về cho chương trình.
Những hoạt động như thế này của các kiều bào thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát Tam Bang, Campuchia, vào tối ngày 5 tháng 11 tại Chikreng, tỉnh Siem Reap, cách thành phố Siem Reap khoảng 60 km, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người bị thiệt mạng và 5 người bị thương. Tất cả đều là người Việt Nam, quê ở tỉnh Tây Ninh, vượt biên sang Campuchia để tìm cách sang Thái Lan. Lực lượng chức năng Campuchia đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa số người bị thương đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát Tam Bang đã liên hệ với chính quyền sở tại để xác minh thông tin, đề nghị quan tâm, tích cực cứu chữa số người bị thương và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự. Sáng ngày 6 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Đại sứ Campuchia tại Hà Nội, đề nghị phía Campuchia có các hình thức hỗ trợ cần thiết đối với các công dân Việt Nam bị nạn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia theo dõi sát tình hình, khẩn trương xác minh nhân thân các công dân bị nạn, sớm thông báo cho các địa phương trong nước và gia đình, hướng dẫn các thủ tục giải quyết vấn đề hậu sự và chăm sóc người bị nạn. Chiều ngày 5 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Trung ương và các ban đảng Trung ương, Đảng Nhân dân Campuchia. Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hợp tác tốt đẹp từ lâu đời. Hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Thành quả đó đến từ sự nỗ lực không biết mệt mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trong đó đặc biệt là vai trò vô cùng quan trọng của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và gần gũi giữa hai đảng. Với vai trò là kim chỉ nam cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đảng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng cường niềm tin chính trị giữa hai dân tộc anh em. Ông Kem Sambat, Phó trưởng Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia cho biết, đây là món quà rất ý nghĩa và quý giá, là sự đóng góp hết sức thiết thực đối với nhu cầu về trang bị phòng chống dịch COVID-19 của Campuchia. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ngày 6 tháng 11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Anh về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người già, người mang bệnh lý nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thưa quý vị, trước nhu cầu cách ly của công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã yêu cầu các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ cần mở rộng khu cách ly tại các khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại. Người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại, kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước sẽ được lựa chọn nơi cách ly trong danh sách đã được phê duyệt và tự trả kinh phí cách ly. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố cập nhật danh sách nơi cách ly cho Bộ Y tế, phối hợp cùng các bộ ngành liên quan để điều phối việc cách ly người nhập cảnh, vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn hiệu quả, vừa tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã long trọng tổ chức lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho các thành viên Ban lãnh đạo Phòng Thương mại Venezuela Việt Nam vào ngày 5 tháng 11 tại trụ sở cơ quan đại diện. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên đã trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho 7 thành viên Ban lãnh đạo Phòng Thương mại Venezuela Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Lê Viết Duyên nhấn mạnh sự tin tưởng vào đội ngũ Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm với những đóng góp quý báu sẽ biến các cơ hội hợp tác kinh tế thương mại giữa Venezuela và Việt Nam thành hiện thực, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc phát triển lên tầm cao mới. Thay mặt ban lãnh đạo, chủ tịch phòng thương mại, ông Oswaldo Hernandez cam kết sẽ xúc tiến tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam trong thời gian tới. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 26,7 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu hiện nay sang Venezuela gồm cao su, cà phê, giày dép, hàng dệt may, thủy sản đông lạnh và các phương tiện vận tải.
ngày 6 tháng 11, lễ xuất cảnh cho hơn 230 ứng viên điều dưỡng và hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản VJEPA đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là đoàn ứng viên Việt Nam đầu tiên xuất cảnh đi thị trường Nhật sau thời gian dài bị hoãn do dịch COVID-19. Tại buổi lễ, các ứng viên đã được trao chứng chỉ năng lực sau gần 2 năm học tập, rèn luyện với sự hỗ trợ từ các tổ chức liên quan của Việt Nam và Nhật Bản. Đây là khóa ứng viên thứ 7 do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, đào tạo nhằm cung cấp nhân lực cho các bệnh viện và cơ sở y tế tại Nhật Bản. Theo quy định từ phía Nhật Bản, các ứng viên phải theo dõi tình hình sức khỏe trong 14 ngày và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước lúc sang Nhật Bản. Sau khi nhập cảnh, không cần phải theo dõi cách ly 14 ngày. Dự kiến đoàn sẽ lên đường vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Nhật Bản đang chào đón số lượng lớn du học sinh và thực tập sinh Việt Nam. Tuy nhiên, trình độ tiếng Nhật vẫn là rào cản với nhiều người Việt sang học tập và lao động tại đây, đặc biệt là để xin các visa có nhiều ưu đãi. Nhu cầu học tiếng Nhật, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của mô hình học trực tuyến. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về thông tin trên trong phóng sự sau đây của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Anh Ngô Văn Nghĩa đã đến Nhật từ năm 2017 theo diện thực tập sinh. Tuy đã đi làm nhưng trình độ tiếng Nhật của anh vẫn còn rất hạn chế. Khi qua Nhật, trình độ của mình chỉ đạt vừa đủ N5, vốn từ gần như là không đủ trong giao tiếp hàng ngày, chứ chưa nói gì đến trong công việc. Nhiều khi ở đây làm việc chỉ cặm cụi làm một mình chứ không dám nói chuyện với ai. Nhiều khi người ta muốn bắt chuyện với mình nghe mà mình không hiểu cũng ngại lắm. Do thời gian rảnh rỗi hạn hẹp, anh Nghĩa không thể theo được các lớp học tiếng Nhật tập trung nên đã lựa chọn hình thức học trực tuyến và chỉ sau nửa năm đã thi đỗ chứng chỉ N2 vào tháng 7 năm 2019. Những trường hợp như anh Nghĩa đang ngày càng nhiều lên, đặc biệt là vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Nhật Bản, làm nhu cầu với các mô hình học tiếng Nhật trực tuyến đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện nay có rất là nhiều phương pháp để các bạn có thể học tiếng Nhật thật tốt và cũng như là cam kết đầu ra cho các học viên. Mình cũng đã từng là một du học sinh cho nên mình hiểu được cái khó khăn về mặt thời gian của các bạn thực tập sinh cũng và du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Cho nên là trung tâm Yoko đã tạo ra một cái phương pháp gọi là Yokokoro với cái điểm mạnh là giúp các bạn đặt mục tiêu và lộ trình rõ ràng. Bên cạnh việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giao tiếp trong công việc, nâng cao trình độ tiếng Nhật còn là yêu cầu bắt buộc với những lao động nước ngoài mong muốn ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản. Visa thông thường chỉ cho phép thực tập sinh ở lại Nhật Bản trong 3 năm, trong khi nhiều người muốn ở lại lâu hơn và các công ty Nhật Bản cũng muốn tuyển dụng trong thời gian dài hơn. Thế nên từ năm ngoái, chính phủ đã đưa ra visa đặc định Tokutei, đem lại hỗ trợ tốt hơn cho những người lao động có trình độ tiếng Nhật cao. Nhật Bản vẫn đang có nhu cầu rất lớn với lao động nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hộ lý, xây dựng, nông nghiệp và sản xuất. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các ưu đãi, người lao động cần nắm vững tiếng Nhật. Trong bối cảnh các khóa học truyền thống đang gặp nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19, việc học trực tuyến được xem là một phương thức hỗ trợ thích hợp dành cho các thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản. Đức Cường, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.